Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Phan Dương Tử muốn dư sinh vĩnh viễn ngâm kho vì ngại tiêu chiến ké phem thần tượng mình. Nguyên nhân bắt nguồn từ Phan Dương Tử, và thế là hai fan nhà diễn viên chính dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn gây chiến dữ dội. Vì hai ngôi sao nổi đình nổi đám Tiêu Chiến và Dương Tử là diễn viên chính của Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn, nên bộ phim nhận được sự quan tâm chú ý của đông đảo dân mạng. Dù đóng máy đã lâu, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin chính xác về lịch chiếu của Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn, khiến khán giả vô cùng mong chờ. Dù phim còn chưa ra mắt, nhưng fan hai nhà Tiêu Chiến và Dương Tử đã gây chiến không biết bao nhiêu lần. Mới đây vào ngày 2 tháng 6, hai bên lại nổ ra cuộc chiến nảy lửa và lần này bắt nguồn từ fan của Dương Tử. Khi một tác phẩm được phát sóng, hai diễn viên chính chắc chắn sẽ quảng bá trên cùng một sân khấu. Thậm chí họ còn tương tác thân mật với nhau để PR giúp bộ phim gia tăng mức độ nổi tiếng. Tuy nhiên phương thức này lại khiến người hâm mộ Dương Tử lo sợ Tiêu Chiến sẽ ké phem thần tượng của mình. Một fan của nàng Tiểu Hoa đăng bài viết bày tỏ rằng: "Chúng tôi bác bỏ việc nam nữ chính cùng nhau tương tác trên sân khấu. Nếu họ có hành vi thân thiết, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ đăng bài PR. Hy vọng Tiêu Chiến biết chừng biết mực, đừng đả động vào nữ chính." Điều đáng nói là bài viết này lại nhận được sự tán đồng của những người hâm mộ khác của Dương Tử. Một số fan nữ diễn viên còn quá đáng hơn khi chửi bới, trù ẻo gia đình Tiêu Chiến và fan của anh chàng. Có fan Dương Tử còn mong Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn ngâm kho vài năm, hoặc tốt nhất là chẳng bao giờ có thể ra mắt. Lý do là vì họ không muốn thần tượng mình dính dáng gì đến Tiêu Chiến. Thấy fan Dương Tử công kích như vậy, phía Tiêu Chiến cũng lập tức phản công. Người hâm mộ ngôi sao Trần Tình Lệnh mỉa mai lại rằng: "Nếu bộ phim thành công thì nhận là công lao của Dương Tử, nhưng nếu phim thất bại thì coi như Dương Tử chưa đóng qua tác phẩm này." Fan hai bên nổ ra tranh cãi gay gắt, hàng loạt tư liệu đen của thần tượng đối phương bị vạch trần đem ra chỉ trích thậm tệ. Với những trận chiến vô lý như thế này, cộng đồng mạng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, cảm thấy nghệ sĩ thật khổ khi có những fan như vậy. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.